đụng độ ác liệt tại miền đông Ukraine, tin từ Kiev, Ukraine. Phát ngôn nhân của quân đội Ukraine vào ngày hôm nay 4 tháng 6 cho biết, tình hình ở miền đông nước này tiếp tục căng thẳng và năm binh sĩ Ukraine đã bị giết trong cuộc giao tranh ác liệt nhiều tháng sau khi hiệp định ngừng bắn có hiệu lực thi hành. Andriy Lysenko, phát ngôn nhân của quân đội Ukraine tuyên bố tại một cuộc họp báo ở Kiev rằng, quân ly khai bất chấp hiệp ước Minsk đã tấn công các vị trí đóng quân của quân đội Ukraine trên đường hướng đến Donetsk. Ông này cũng cho hay có 38 binh sĩ bị thương ngoài năm người thiệt mạng trong cuộc xung đột gần Marienka và Luhansk. Nguồn tin này nói rằng cả hai bên tham chiến đã sử dụng vũ khí hạng nặng, coi như vi phạm lệnh ngừng bắn đã được ký kết hồi tháng 2 qua sự trung gian của các nhà lãnh đạo Ukraine, Nga, Đức và Pháp. Quân ly khai đã đổ trách nhiệm cho lực lượng Kiev trong cuộc đụng độ và ước lượng số thương vong của họ lên đến 19 người, gồm 15 thường dân và 4 tay súng trong các ngày thứ Năm. Cũng trong ngày này, Nga tố cáo Kiev không tuân thủ lệnh ngừng bắn, trong khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói thẳng rằng mặt Tư Khoa có trách nhiệm ngăn chặn quân ly khai gây chiến tại miền đông Ukraine. Ông Michael Bosi O'Keefe, phát ngôn nhân của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, viết tắt là OSCE, xác nhận đã phải tăng cường việc giám sát lệnh ngừng bắn tại nhiều vùng khác nhau ở miền đông Ukraine, cũng như việc di chuyển vũ khí hạng nặng trước đó tổng thống ukraine petro poroshenko quả quyết rằng quân đội của ông sẵn sàng đối phó với cuộc xâm lược quy mô của nước nga dọc theo chiều dài biên giới chung giữa hai quốc gia